rồi, ok. Rồi, hello anh em trở lại đến kênh của mình Biker ha. Thì hôm nay anh em coi đầu clip là mình sẽ về hai con xe cực kỳ đặc biệt, đó là một cặp CB150, một con xe mà anh em có thể nói là xe của Thái, và anh em có thể đi chơi dạo phố và chân vẫn đẹp, nó nhỏ nhỏ gọn gọn. Thôi thì mở đầu clip thì thẳng giới thiệu luôn. Đây anh em thấy một con R15 rất là đẹp. Con CB650 mình có báo giá rồi ha. Đây, một con R15 mình mới về rất là đẹp. Xe như mới luôn, em quay gần vô. Quay từ đây qua đây đó cho anh em coi, xe đẹp lắm. Con này đăng ký lần đầu là cuối năm 2020, biển số Sài Gòn nha anh em. Đó, rồi. Thì con này là 11.000 cây. Đó, em này rất là đẹp luôn, như xe mới vậy anh em. Nó mọi thứ nó như mới, em cứ quay từ từ để ta coi đó. Thì con em này mình để cho anh em giá tốt để anh em tập chơi nè. 42 triệu nha anh em. Xe thì vỏ rồi còn mới tinh luôn nha anh em. Cái này là anh em mua xe lướt à, tiết kiệm được mấy chục triệu rồi. Rồi. Rồi Z ngàn, đó anh em nào thích Z ngàn thì cứ qua mình. Là bên mình có hỗ trợ đổi xe từ xe nhỏ lên xe lớn luôn, giao lưu bù trừ đó anh em. Rồi. Con Z8 này và Candy này vẫn chưa ký với chủ. Còn con Z8 này thì 138 triệu nè, 2016 nè anh em. Z8 này rất là đẹp nha anh em. Anh em nào ở ngoài là nhức nách liền. Đó. 2016, 138, con kia cũng 2016 nhưng mà con kia ô đo thấp hơn, con kia có hơn 10.000 chút xíu rồi. Đó, nhưng mà này chưa ký với chủ xe. Rồi, bây giờ là nhân vật chính ngày hôm nay nè. Đó là một cặp CB150. Đây, một cái bật mí cho anh em. Anh em tin không? Con này là tháng 4 2022 nè. Con này là tháng 4 2022. Xe này là xe 2022 nha. Nhưng mà lại đi nhiều hơn xe tháng 9 2019. Đó, đây là một cái điểm mà để nói cho anh em biết là không phải xe mới mua là sẽ đi ít. Anh em hình dung sai rồi, có những con xe người ta mua trễ hơn 2-3 năm nhưng mà người ta đi ít. Còn có những xe người ta mới mua đây người ta đi nhiều. Đó. Rồi bây giờ không biết giới thiệu con nào trước. Giới thiệu con 2022 trước ha. Đó. Thì con này thì xe đẹp quá trời. Em có thể quay thì nó không có gì để nói hết. Thì mấy con xe này xe lướt mà hai chìa khóa đầy đủ nè, như mới. Đó, mọi thứ như mới. Con này đi được 10.000 rồi anh em. 10.000 cây rồi. Rồi em quay bánh trước nè. Thì đương nhiên là những cây số như thế này thì độ bánh vỏ zin thì vẫn còn y chang như lúc mới mua thôi anh em. Thì xe này không có chạy xước gì luôn, nhiều luôn anh em. Nói chung là còn rất là mới keng. Còn cặp kính zin đầy đủ nha, tại xe lướt mà. Con này là tháng 4 2022 là mới đua một năm, mua được năm rồi anh em. Đó, mọi thứ nó còn như mới. Quay cho anh em coi cái dĩa nè. Đó. Nè. Đó, đẹp chưa anh em? Đó, rất là đẹp, chính chủ đập thùng luôn. Chính chủ đập thùng luôn nha anh em. Đó, không có chưa qua một chủ nào anh em mua là anh em là chủ thứ hai. Đó là anh em mua xe lướt nè, vỏ còn gai chỉ đầy đủ nha anh em. Đó, chỉ vỏ nè. Còn đầy đủ luôn, anh em khỏi lo lăn tăn thì xe này xe lướt rồi. Đó, rồi thì con này mình bán là 68 triệu nha anh em. 68 triệu xe này mới là 110 triệu nha anh em. Ra biển Sài Gòn là gần 110 mấy triệu á. Con này biển Sài Gòn anh em, con này biển Sài Gòn. Đó, con này biển thành phố Hồ Chí Minh nha anh em, con 2022 là biển thành phố Hồ Chí Minh. Nè anh em coi nè, quay quay đây. Gác chân là nó như mới luôn, nói chung là mọi thứ là nó mới keng luôn á. Nói chung không có cái dấu nào mà nó cũ đâu anh em, nó còn lướt đó, nói chung xe lướt mà mới đây mà thì còn mới luôn. Anh em mua về tiết kiệm được khoảng 50 triệu rồi nha anh em. Con này anh em mua là tiết kiệm được 50 triệu luôn á anh em. Hay là mua xe mới ra mua xe này tiết kiệm 50 triệu rồi. Xong con này chưa anh em, thì nó keng lắm mình cũng không biết cái gì nữa. Em quay thấy hết không? Thấy rõ không? Góc nhìn em là sao cho khách người ta trên clip thấy rõ rồi. Qua mỗi con này rất là đặc biệt ha. Con này là chủ xe qua bên mình thấy nhớt. Là chủ xe nói là 2 năm rồi anh chưa sử dụng nó luôn. Thì mình nói ừ nếu không sử dụng thì để lại cho bên em đi. Bên em sang lại cho anh em. Đó. Thì con này rất là đặc biệt. Anh em nào mà chơi bô độ mà sợ công an á thì đây, đây không có sợ nữa. Đây là cái cây bô độ của em đó. Em có thể quay đây, một cái set Yoshimura hàng riêu từ Nhật Bản về dành cho một cái em CB150 luôn. Thì đối với những cái bô này á, thì nó có giấy tờ nè, để mình ngồi lại mình cho anh em coi. Còn con xe này được dán keo rất là đẹp luôn, như mới luôn anh em. Mọi thứ là nó như mới luôn. Con này chỉ mới đi có 8.000 cây thôi anh em. Đó, tháng 9 2019 mà lại đi ít hơn con 2022 là vậy đó anh em. Rồi, cho anh em coi. Đây là cái bô, hình như cái bô này gần 20 triệu sao anh em. Cái bô dành cho cái con CB150 nè. Anh em có thể nhìn thấy đây là giấy tờ của bô. Đây là những cái chữ tiếng Anh mà mình nói đây. Đây là cái cách người ta hướng dẫn lắp đặt cái bô đó vào con CB150.
Đó, đây là cái cổ bô. Mọi thứ đây là giấy tờ của xe, cổ bô, cách lắp đặt, nói chung người ta có hướng dẫn hết đó. Rồi anh em, đây cấu tạo của cái bô Ryu Yoshimura, còn đây là giấy tờ xuất xưởng của bô. Cái bô này là nhiều anh em mà chơi gọi là chơi bô á, thì người ta chơi xe này người ta sẽ mua cái bô này. Đây là cái giấy tờ của Yoshimura Thái Lan. Đấy. Rồi thì ở đây là giờ giấy tờ của cái bô xe ha, em quay rộng ra cho anh em coi. Quay cái bô này, bô đó nó gồm có cảm biến đầy đủ nha anh em, nó không phải là bô chế độ vô đó nha anh em nha, nó là bô dành cho cái con này khoảng 20 vít anh em, mắc lắm đó. Cho nên mình nói cái này thì để cho anh em nghe tiếng bô, nó không ảnh hưởng thì tới anh em khỏi cần máp hay là bất cứ làm cái gì nha. Anh em không cần máp hay là bất kỳ làm cái gì để nghe cho nghe tiếng bô. Đi bình thường thì nó êm lắm nha, bình thường em á. Nói chung khi mà anh em lên cây bô này, cái lợi thế của nó là anh em không có cần map hay là cần làm gì, tại nó là một cây bô chính hãng sản xuất dành riêng cho CB150. Nó giống như một cái set Yoshimura dành cho CB650 vậy anh em. Rồi cái điểm đặc biệt nữa là cặp chợ sáng rất là xịn sò. Đây đúng không? À, rất là sáng luôn, cặp chợ sáng riêu ha. Cặp này đâu đó khoảng tầm 5 triệu ha anh em ha. Đó, rất là sáng. Sáng em quay qua đây, từ đây qua đó nè, ban ngày mà nó còn sáng cỡ này, từ đây nè qua đó, đúng rồi, ban ngày nó mà còn sáng cỡ này thì ban đêm mà chịu gì nổi anh em. Đó, rồi cái này kính zin thì vẫn còn tại xe lướt mà anh em. Đây là một cái cặp kính rất là đẹp, theo mình thấy mình rất là thích kính này, kính rất là đẹp, nhỏ gọn thẩm mỹ chắc chắn, nhỏ gọn thẩm mỹ và chắc chắn. Con này 8.000 km 2019 mà lại ít đi hơn là 2022. Đó. Thì đó, những con này thì cái vỏ zin anh em có thể so sánh. Đây là cái vỏ zin, và vỏ zin nó giống nhau luôn, thì nó chỉ khác cái màu thôi nha anh em. Theo mình thấy cái màu đỏ này nó lại đẹp hơn, nhìn nó tươi lắm anh em. Anh có thể quay cái bình xăng kỹ cho anh em không? Nhìn nó rất là tươi. Tươi ơi là tươi luôn á, phải nói là cực kỳ tươi luôn. Đó, tươi sáng luôn anh em à. Nó tươi sáng luôn, trong nhà còn vậy, ra ngoài đảm bảo anh em nó mới hơn. Anh em ra ngoài anh em mua thực tế con xe này nó sẽ mới nhiều hơn trong clip nha anh em. Trong clip là nó hơi tối một xíu, tại nhà mình nó hơi tối. Rồi con cũng không có gì để nói nữa. Đó, con này thì mình để cho anh em là giá dễ chơi 70 triệu là luôn set bô. Anh em nào mà lấy set bô ra thì mình bớt cho 5 triệu. Mình lấy set bô mình bán lại được cũng phải 8 triệu hoặc 9 triệu cái set bô. Đó, thì anh em nào không lấy bô thì mình bớt cho 5 triệu nha, là 65 triệu. Vẫn rẻ hơn thị trường rất là nhiều anh em ơi. Giá vẫn rẻ hơn anh em ở thị trường bán rất là nhiều, mà xe bên mình thì anh em thấy rồi, rất là cứng cáp, rất là đẹp, chứ không phải là xe ngã té hay chạy xước hay là xe đi nhiều hay xe đi dập đâu anh em. Mọi con xe đều rất là đẹp, anh em qua là anh em có thể đánh giá được xe đẹp từ trong cái cục máy mà ra ngoài dàn áo luôn. Nói chung là mọi thứ là còn zin hết luôn á anh em. Anh em mua xe này anh em tiết kiệm 50 triệu quá là tuyệt vời. Mua xe này anh em tiết kiệm tới 50 triệu luôn á anh em. Và xe, mấy xe này mình mua đều là xe chính chủ nha. Là một chủ đập thùng, là tới anh em là người thứ hai, cửa hàng là mình là trung gian, anh em hình dung nha anh em. Đó là những cái mình báo cho anh em biết. Và những cái con này đi cực kỳ tiết tiện nhiên liệu, thì cái dòng này mà anh em nhập khẩu Thái Lan nên nó mắc lắm. Xe nhập khẩu Thái Lan nó mắc nhất trong vòng 150 luôn. Đó, bây giờ thì nó khoảng 101, chứ khoảng 2019 là nó còn rơi vào 120 luôn anh em, nó cao lắm. Là xe Thái Lan thì anh em khỏi chê, nó giống như là rim nhập Thái vậy đó anh em. Hai con này là đặc biệt. Đó, cục máy nó cũng rất là đã, kiểu dáng cũng rất là lạ, rất là tuyệt vời. Đó, anh em nào mua thì cứ inbox cho mình. Số điện thoại 0916640653. Đó, xe cực kỳ đẹp, và xe này giá này mình không có bớt được nữa anh em. Mình để giá thực tế rồi anh em. Xe người ta mua mới 100 mấy triệu mà chạy có bao nhiêu đâu, xe còn mới tinh à. Người ta lỗ cả 50 rồi là sao bớt được nữa anh em. Đó, không có bớt được nữa đâu. Còn anh em nào muốn bớt thì anh em đem xe qua, anh em chịu lỗ thì mình thu hết luôn cho. Rồi ok anh em.
À, còn một chiếc là một chiếc đặc biệt cho anh em mới tập chơi. Chiếc này cũng còn rất khá là đẹp, đó là CBR 150 ABS. Con này mình bán giá rẻ cho anh em chơi nè. Con này mình bán 38 triệu nha anh em. Anh em nào lấy bô zin thì mình bớt cho 1 triệu rưỡi luôn. Tại vì cái set bô này là từ đầu đến cuối luôn nha anh em. Đó, set bô này từ đầu đến cuối luôn. Còn kính zin luôn nha. Kính zin là gồm là gì? Gồm cái xi nhan này nè. Xi nhan kính này, kính chiếu hậu zin nè. Cái kính này còn zin luôn. Đó, kính này độ lên nó rất là đẹp. Để cho anh em coi xi nhan con này rất là đặc biệt. Đó, đẹp không? Rất là đẹp luôn. Nhìn rất là hầm hố. Đã luôn. Đó, con này lên heo của R6 nha anh em. Heo này thì đương nhiên nó xịn hơn rồi. Bản này là bản ABS nha anh em nha, chứ không phải bản cùi bắp nha. Đó, heo của R6, con heo này đã lắm nha. Đó, con heo này mắc lắm, con heo này hình như vài triệu á. Rồi, thì không chần chờ nữa cho anh em nghe tiếng bô. Anh em nào không lấy bô bớt cho anh em 1,5 triệu luôn. Bô này là gồm một cái cây AK, rồi quy một cái set inox dày luôn. Inox này cực kỳ dày. Inox này cực kỳ dày luôn anh em à, inox này dày lắm. Cái cổ inox không cũng đã chịu mấy rồi. Hôm nay mình bán chơi cho vui cho anh em. Rồi, công tắc khẩn cấp. Rồi, chờ nó nhớt cái bơm cái rồi mình sẽ. Tại mấy con kia nãy mình đề máy rồi, còn con này chưa, để trong góc quá chưa có đề máy, giờ đề máy lên. Nghe nghe tiếng bô. Rất là ấm. Rất là ấm. Hình như trong này có cái tiêu nữa. Trong này có một cái tiêu nha anh em. Ở cái con CBR này á, là lúc mới á, nó khoảng là 100 triệu cái đời này nè. Cái đời này là tại đời này xe nhập, còn cái đời trước sau là đời của Việt Nam. Lúc mới nó khoảng rơi vào khoảng 100 triệu anh em. Bây giờ nó rất là rẻ, anh em dễ chơi, có ba mấy triệu anh em chơi. Qua đây, qua đây, quay qua đây rồi đó. Thì dàn áo xe này rất là liền làng, không có té ngã bể hay là gì anh em. Anh em nhìn sơ qua clip anh em cũng thấy thì rất là liền làng. Thì anh em mua về anh em chơi thì anh em thích thì anh em, con này cũng chả có cái gì để cho anh em vô thêm đồ chơi nữa cả. Nói chung không có gì để cho anh em thêm đồ chơi, tôi thấy đồ chơi như vậy là đủ rồi. Bô kính rồi này nọ, mấy cái này mắc là mấy triệu không anh em. Đó, anh em nào thích cứ liên hệ mình. Thì đương nhiên một cái xe cũ con này mình bán rẻ thì nó sẽ không có như xe mới được anh em, không có như xe mới được. Thì anh em trải nghiệm thì ok, chơi rất là sướng, đỡ tiết kiệm được mớ chi phí khi mua xe mới. Tiết kiệm được nhiều anh em, mà xe này cũng ngầu, đẹp. Ngầu bây giờ cầm ba mấy triệu mua được chiếc Winner chứ nhiêu anh em. Mua con này có ABS trước sau, rồi cái khung sườn chắc nữa, mâm. Cái mâm này anh em mua ngoài không là 3 triệu mấy một cái nè. Cái mâm không anh em, 3 triệu mấy một cái rồi đó. Chứ không rẻ đâu. Con này có giá đỡ điện thoại rồi đầy đủ luôn đồ chơi. Thì đương nhiên cái xe này á, chủ cũng giữ khá là kỹ cho nên hai cái chìa cũng còn rất là mới. Đó, con này chạy được 20 ngàn cây thì cái chìa khóa này đúng 20 ngàn nha anh em. Đó, chìa khóa này rất là đẹp, đúng luôn. Con này mà tua xuống 10 ngàn cũng ha, cũng mấy thôi. Tại vì xe này chủ giữ khá là kỹ luôn. Nhưng mà bên mình á, là bán xe sao để vậy anh em. Chủ để sao là mình để vậy hết. Đó, mọi thứ là phải để rất là đẹp. Ở bên mình chỉ thu ra những chiếc xe đẹp thôi. Đó, trong đây có con R15 nữa mà chưa có liên hệ được chủ, có nghĩa là chủ người ta gửi thôi, người ta có chưa về, người ta chưa bán cho nên chưa có đăng mấy con xe trong góc. Còn mấy xe này đã bán rồi. Đó, con này 200 nè anh em. 200 phân khối 46 triệu anh em chơi đúng sướng luôn. 200 phân khối 46 triệu. Đó, còn hai con này là đáng mua rồi anh em. Đi chơi được, đi dạo được, chở người yêu được, cái yên nó liền á anh em. Cái yên nó liền từ trước ra sau anh em, chở người yêu rất là sướng. Đó, nên anh em khỏi lằng tằng nữa. Rồi ok, anh em nào thích thì liên hệ mình ha. Anh em nào chốt nguyên cặp này luôn là ok luôn á. Cặp này để chân rất là đẹp. Cái kiểu CB150 này nó đẹp hơn con 300. Anh em có khẳng định đó, nó đẹp hơn 300. Nhưng mà về giá thì nó mắc hơn 300. Bởi vì cái phụ tùng nó mắc đắt đỏ anh em. Heo đồ á, cái chi tiết của Thái gia công đó, nó đắt hơn cho nên nó mắc. Nhưng mà bây giờ anh em mua xe lướt bên mình thì giá rất là hợp lý luôn. Rất là ok luôn á anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip. Anh em nào mến thì cứ liên hệ số điện thoại mình này đó. Rồi thì nhà mình thì anh em cũng biết rồi, 43D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Anh em nào không biết thì cứ bấm Google gõ tên Minh Biker là sẽ ra cái map đi tới nhà mình và có số điện thoại luôn. Đó, bên mình có vận chuyển cứu hộ đó ngoài kia. Đó, rồi cảm ơn anh em nhiều ha. Anh em xem clip thì thấy ưng thì cứ alo inbox cho mình.
thì đương nhiên bên mình nó bán xe lúc nào cũng có bảo hành bảo dưỡng cho anh em đó. Và sau khi hậu mãi sau này anh em còn, tại vì bên mình sẽ đưa ra những cái dòng nhớt thích hợp nhất, chứ không phải nhớt nào cũng đi được đâu anh em. Anh em đi nhớt khác là xào máy liền. Có những anh em đi bên mình đã biết bao nhiêu năm, 5-6 năm rồi, máy xe vẫn còn ngon đó. Tại nhớt của mình là mình nhập khẩu, và nhập khẩu nguyên bình á, trong cái bình đó, chứ không phải là nhớt phi chiết ra đâu anh em. Nhớt có nguồn gốc xuất xứ, nhập khẩu là có tem nhãn đầy đủ, nên anh em cứ yên tâm. Và ở đây đó là những anh em chơi xe lâu năm á, người ta biết cái dòng nhớt nào thích cho thích hợp cho xe người ta, nên người ta đổ rất là an toàn đó. Rồi ok, cảm ơn anh em ha. Đó, R15 rồi CBR, CB Z8, Z1000, CB650 đầy đủ những cái dòng mà hot hot hiện tại bây giờ là bên mình có hết đó. Và bên mình ít bán Ducati, bởi vì sao anh em? Bởi vì Ducati bên mình sẽ không có chính sách bảo hành, cái đồ Ducati nó hiếm lắm, cho nên anh em nhiều khi hỏi sao ít về Ducati, lâu lâu mới có một chiếc, chiếc đó phải rẻ, phải đẹp, phải ngon mình mua, mà mua về là anh em tự đi bảo hành đó. Còn những xe mình bán ở đây là những xe mình có phụ tùng luôn, mình có phụ tùng để thay thế cho anh em bất cứ lúc nào, và mình có thể bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa cho anh em bất cứ lúc nào. Còn đối với những dòng Ducati thì thôi mình thua, có nghĩa là mình thua, nó kể cả anh em hư, anh em vô hãng, anh em phải nằm chờ đợi nữa. Cho nên nhiều anh em hỏi sao ít Ducati là vậy á, những anh em mà chơi Ducati anh em biết, kể cả anh em hư, anh em vô hãng mà anh em còn phải chờ đợi, nó huống chi mình là một cái nhân vật nhỏ bé sao mà có được liền được. Còn những cái đồ này thì ok, mình có nguồn cung cấp hết, nó vẫn là phụ tùng chính hãng, có nguồn cung cấp hết, nên yên tâm xài lâu dài. Rồi, cảm ơn anh em nhiều ha.